Thưa anh chị em, nếu anh chị em có dịp sang Roma thì chắc chắn là anh chị em sẽ đến viếng đền thờ Thánh Phê-rô, trung tâm của Hội Thánh Công giáo chúng ta. Và khi bước vào bên trong đền thờ Thánh Phê-rô, anh chị em sẽ thấy ở dưới chân bàn thờ là cầu thang dẫn xuống hầm mộ. Ở đó chôn táng các vị giáo hoàng từ xưa tới nay. Và đứng ở chỗ bàn thờ mà ngước nhìn lên trên, anh chị em sẽ thấy một cái đôm, cái mái vòm tròn rất lớn. Và cái đường viền của mái vòm tròn đó ghi dòng chữ Latin: Tu es Petrus et superam Petram edificabo ecclesiam meam. Có nghĩa là lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô trong bài Tin mừng hôm nay: con là Phêrô, nghĩa là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Anh chị em thấy có cái chỗ nào thích hợp hơn cho bằng đền thờ Thánh Phêrô để ghi khắc lời Chúa nói? Và chúng ta dừng lại một chút để suy niệm về lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô. Con là Phêrô, nghĩa là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Và sau khi nói như vậy, Chúa Giêsu còn thêm một câu: và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Chúa hứa như vậy. Mà bây giờ nếu mà chúng ta đối chiếu với lời Chúa hứa với đời thực của Thánh Phêrô, mình sẽ thấy sao mà nó tương phản quá. Bởi vì ngay sau câu chuyện tin mừng này, Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ là Ngài phải đi Jerusalem. Ở đó Ngài sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết. Thánh Phêrô mới nhảy ra can ngăn: Chúa, chớ có dại mà đi. Chúa quay lại mắng Phêrô, gọi Phêrô là Satan, lùi ra đằng sau Thầy. Anh chị em thấy không? Một người mà bị Chúa gọi là Satan, mà bây giờ lại lãnh đạo hội thánh, mà lại bảo quyền lực tử thần nó không thắng nổi, thì nghĩa là làm sao? Mà chưa hết, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần. Mà nếu chúng ta đọc kỹ lại thì nào có phải là quan quyền đấy, binh lính nó đem súng ống và đem gươm giáo đến nó dọa nạt gì đâu. Nó có mỗi đứa con gái nó làm đầy tớ ở trong dinh của thượng tế, nó hỏi ông có một câu thôi, ông sợ quá ông chối: tôi không biết cô nói gì. Đấy, chúng ta nghĩ thử coi, một người mà nhút nhát sợ hãi như vậy mà bây giờ lãnh đạo hội thánh mà lại bảo là quyền lực tử thần nó không thắng nổi thì nghĩa là làm sao? Thế nhưng chính sự tương phản quá lớn đó mới làm cho chúng ta hiểu hội thánh là thế nào. Hội thánh là một mầu nhiệm chứ không phải là một tổ chức của loài người. Chúa Giêsu không nói với Thánh Phêrô rằng trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của anh. Không có. Mà Chúa nói rất rõ, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Của Thầy, của Chúa đó. Hội thánh là của Chúa. Và chính vì thế mà quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Mỗi lần đọc lại cái đoạn tin mừng này là ngay lập tức tôi nhớ một cuốn sách tôi đọc lâu lắm rồi, lúc còn ít tuổi, mà nhớ cho tới bây giờ. Cuốn tiểu thuyết tựa đề là Quo Vadis của một tác giả được giải Nobel văn chương. Cuốn tiểu thuyết kể về giai đoạn Nero làm hoàng đế của đế quốc Roma, và ông này nổi tiếng là bắt bớ bách hại Công giáo chúng ta dữ dội. Thế lúc đó là Thánh Phê-rô điều hành giáo hội ở Roma. Thế trong đó có một cái cảnh là một ngày kia hoàng đế Nero, ông ấy đi ra ngoài dạo chơi thôi. Nhưng mà tháp tùng ông ấy là cả một đoàn tùy tùng tiền hô hậu hét lớn lắm. Thánh Phê-rô lúc đó cùng với bao nhiêu người dân nghèo đứng nép bên vệ đường để chiêm ngắm với sự vinh quang và uy quyền của hoàng đế Nero. Và khi cái kiệu của ông đi ngang qua thì Thánh Phê-rô thầm thị cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự là của ông ta, đất đai là của ông ta, binh lính là của ông ta, vàng bạc là của ông ta, quyền lực là của ông ta. Còn con không có gì hết. Con chỉ là một ông già nhà quê thôi, mà Chúa lại trao cho con điều hành hội thánh của Chúa. Nhưng mà rồi kết cục thì tác giả viết một câu: Nero đã qua đi như một giấc mơ đẫm máu, còn Phêrô mãi trường tồn. Hội thánh là hội thánh của Chúa, cho nên quyền lực tử thần không làm gì được. Chúa Giêsu còn nói thêm với Phêrô: Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Chính cái câu này gợi hứng cho các họa sĩ trình bày các họa phẩm rồi các tượng ảnh về Thánh Phêrô trên tay cầm chìa khóa. Anh chị em nhớ không? Chìa khóa là hình ảnh diễn tả nhiệm vụ, vai trò của người quản lý mở cửa, đóng cửa cho người ta đi ra, đi vô. Cho nên Chúa Giêsu nói Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Và Ngài nói thêm: Sự gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Ở trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư về các Kitô hữu trên thế giới, tác giả cho chúng ta biết là cho đến nay có hơn 30.000 chi phái tin lành. Đang khi đó vẫn chỉ có một hội thánh công giáo duy nhất với hơn 1 tỷ tín hữu khắp thế giới. Tại sao vậy? Đấy, chìa khóa đấy, quyền bính đấy, Chúa trao cho Phêrô và những đấng kế vị Ngài là các giáo hoàng. Hội thánh là của Chúa, nhưng mà hội thánh hiện diện trong trần thế này, hội thánh là cộng đoàn của các tín hữu trên toàn thế giới đông lắm, và vì thế cần có một quyền bính cụ thể. Để làm gì? Để bảo vệ, để duy trì, để phát huy sự hiệp nhất giữa các tín hữu. Nhờ đó mà cho đến nay 2.000 năm rồi vẫn chỉ có một hội thánh công giáo duy nhất, chứ không phải chi phái này chi phái nọ. Thế cho nên giáo lý công giáo nói rất rõ ràng, Đức Giáo Hoàng là nguyên lý hữu hình và vĩnh viễn cho sự hợp nhất giữa các giáo mục cũng như giữa giáo dân. Đấy, thưa anh chị em, nhưng hôm nay suy niệm lời Chúa hứa với Thánh Phêrô, chúng ta thấy cái mầu nhiệm của hội thánh. Hội thánh là của Chúa, cho nên quyền lực tử thần cũng không thắng nổi. Ngày hôm nay cũng vẫn có những cuộc bách hại tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng. Ngay cả trong những nước được gọi là thế giới tự do, anh chị em theo dõi thông tin đó, anh chị em vẫn thấy đốt nhà thờ, đốt tượng ảnh, xúc phạm nơi thánh. Rồi có một cuộc bách hại nguy hiểm nữa là từ trong lòng hội thánh, từ chính con cái của hội thánh, có khi ngay từ hàng lãnh đạo cấp cao mà cũng bị cám dỗ để hành xử theo thói thế gian, vì quyền lực, vì địa vị, vì lợi lộc. Hội thánh luôn luôn bị thử thách ở mọi thời đại. Và đôi khi đọc những tin tức đó, chúng ta cảm thấy nao lòng, sợ hãi. Thế nhưng chúng ta được nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã hứa: quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Để chúng ta vững tâm, và không phải chỉ vững tâm mà thôi, nhưng mà chính mình góp phần vào để xây dựng hội thánh Chúa. Thánh Phê-rô cũng lại là mẫu mực cho chúng ta ở đây. Ngài có những lúc yếu lòng thật, đã từng chối Chúa thật, nhưng mà sau đó Ngài ăn năn sám hối, Ngài thay đổi đời sống, Ngài hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó, và cuối cùng chết vì danh Chúa. Và đền thờ Thánh Phê-rô là đền thờ trung tâm của hội thánh, được xây dựng ở chính những mộ phần của Thánh Phê-rô. Ước gì chúng ta cũng noi gương của Ngài, để mình cũng thường xuyên canh tân đời sống và góp phần xây dựng hội thánh Chúa ngay trong gia đình của mình, được gọi là hội thánh tại gia, nơi giáo xứ trong giáo phận được gọi là hội thánh địa phương. Mỗi khi chúng ta đọc hay là hát kinh tin kính, anh chị em đều tuyên xưng hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Bây giờ chúng ta cũng hát kinh tin kính đấy và xin Chúa cho chúng ta biết góp phần xây dựng hội thánh như Chúa mong muốn.